Seagov giảm 10 đến 30%. Mở thẻ tín dụng Seagov Platinum nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội, đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf, tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10 đến 30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập BRG Golf Center. Thẻ tín dụng Seagov Platinum, đam mê golf cùng Seabank. Changing world. Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Mở thẻ tín dụng Seagov Platinum nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội, đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf, tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10 đến 30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập BRG Golf Center. Thẻ tín dụng Seagov Platinum, đam mê golf cùng Seabank. Fashion Show được Bizabong, Đại sứ quán Nhật Bản và tập đoàn BRG đồng tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Intercontinental Hà Nội Westlake.
ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Thẻ tín dụng SIGOP Platinum nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội, đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf, tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10 đến 30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập BRG Golf Center. Thẻ tín dụng SIGOP Platinum, đam mê golf cùng SiBank. Fashion Show được Bizabong, Đại sứ quán Nhật Bản và tập đoàn BRG đồng tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Intercontinental Hà Nội Westlake. In an ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Thank you.
Seagov Platinum, nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội. Đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf, tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10-30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập BRG Golf Center. Thẻ tín dụng Seagov Platinum, đam mê golf cùng Seabank. Fashion Show được Bizabong, Đại sứ quán Nhật Bản và tập đoàn BRG đồng tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Intercontinental Hà Nội Westlake. Changing world. Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Thẻ tín dụng Seagov Platinum, nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội. Đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf,
tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10 đến 30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập VRG Golf Center. Thẻ tín dụng C-Golf Platinum, đam mê golf cùng C-Bank. Fashion Show được Pizabong, Đại sứ quán Nhật Bản và tập đoàn BRG đồng tổ chức vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Intercontinental Hà Nội Westlake. In an ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? In an ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? In an ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? In an ever-changing world, Vietnam never stops showcasing its beauty.
Discover Vietnam's latest changes with Vietnam. Để đến tham dự chương trình biểu diễn đặc biệt ngày hôm nay của B Japan cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tập đoàn PRG đồng hành tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Vâng, thưa quý vị, từ B trong cụm từ B Japan được viết bằng chữ Mỹ với ý nghĩa là đẹp trong tiếng Nhật. 本日はベトナム日本外交関係樹立50周年記念 B Japan 在ベトナム日本国大使館と BRG グループと協力して特別講演にご講師いただきありがとうございます。 B Japan の B は日本語で B を意味します。Kimono có sự phát triển độc đáo và phù hợp với điều kiện của khí hậu tự nhiên của đất nước Nhật Bản. Đây cũng là một biểu tượng văn hóa truyền thống của Nhật Bản và cần được lưu giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau. Và Nihon no shizen fuke no naka de no hatten o shite kita kimono, sore wa mirai ni keishou subete dentou bunka no shoujo de mo arimasu. Vâng, với thông điệp kết hợp truyền thống và sáng tạo, B Japan đang gìn giữ và phát huy giá trị của những bộ kimono truyền thống để tạo ra những trang phục theo phong cách mới, từ đó làm nên những truyền thống mới cho thế hệ tương lai. Trong chương trình ngày hôm nay, B Japan tự hào giới thiệu với quý vị những trang phục truyền thống đặc sắc, trong đó có những thiết kế hoàn toàn mới mà chúng tôi dành riêng cho show diễn ngày hôm nay. B Japan は伝統と創造というコンセプトのものの伝統的な着物を生かしつつ新たなスタイルのコスチューム伝統を生み出し続けています。本日のショーではベトナム公演のために新たに制作したコスチュームを含め B Japan が誇る伝統衣装をご覧いただきます。 Vâng, thưa quý vị,chương trình kimono áo dài fashion show được thực hiện bởi tổ chức B Japan Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tập đoàn BRG đồng hành tổ chức. Và chương trình đang nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ chính phủ Nhật Bản. Và chương trình hôm nay chúng tôi rất vinh dự có sự hiện diện của bà Mori Masako, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản. Vâng, xin kính mời bà Mori Masako có đôi lời phát biểu chào mừng sự kiện.はい、ご来賓の皆様、本日のショーは日本政府から特別な関心を集めましたので、本日のショーには日本処理補佐官の森雅子様が出席することができて光栄でした。森雅子様、どうぞご登壇ください。よろしくお願いします。皆様こんばんは。総理大臣補佐官女性活躍担当の森雅子です。着物青材ファッションショーの開催誠におめでとうございます。こうしてベトナム日本各界の重要な皆様をはじめとした多くの方々にお集まりをいただき、日ベトナム外交関係樹立50周年を記念する事業としてこのショーが華々しく開催されますことを心より嬉しく思っております。総理からも祝意をお伝えしたいと思います。 Xin chào các quý vị, tôi là Mori Masako, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhân dịp chương trình kimono áo dài fashion show được tổ chức hôm nay. Tôi hết sức vui mừng khi chương trình trình diễn này được chuẩn bị và tổ chức công phu như một sự kiện nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam và nhận được sự tham dự của đông đảo quý vị.実はこのファッションショーへご支援をいただいている BRG グループのグエン・ティ・ガー会長とは昨年12月に岸田総理が日本で開催した
国際女性会議ワウにベトナム代表でパネリストとしてご登壇をいただきました。その時に本日のショーへご招待いただきまして、大変楽しみにハノイへ参りました。 Tại hội nghị Hội đồng Toàn cầu vì Phụ nữ do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tổ chức diễn ra tại Nhật Bản tháng 12 năm 2022, tôi đã gặp Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, cũng là đơn vị đã hỗ trợ tổ chức chương trình trình diễn thời trang lần này và được bà mời tới tham dự sự kiện hôm nay. Tôi đã tới Hà Nội với tâm trạng vô cùng hào hứng, mong chờ được thưởng thức chương trình trình diễn lần này. これから小林英子先生の素晴らしい作品の数々が登場します。本日のファッションショーは両国の伝統衣装である着物と青彩の魅力やそのコラボレーションにより生み出される美の世界を広く発信する機会になります。50周年事業として日本とベトナムの両国関係を未来へ、世界へ、 Ít phút nữa, các tác phẩm tuyệt vời được tạo nên với thông điệp kết hợp truyền thống và sáng tạo của nhà thiết kế Kobayashi sẽ xuất hiện trên sân khấu. Chương trình trình diễn thời trang hôm nay là cơ hội giới thiệu rộng rãi sức hút của kimono và áo dài, những trang phục truyền thống của hai nước chúng ta, cũng như thế giới của vẻ đẹp được tạo nên bởi sự kết hợp của hai trang phục này. Tôi hy vọng chương trình lần này với vai trò là một trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm sẽ góp phần vun đắp nền tảng để quan hệ Nhật Bản-Việt Nam phát triển đột phá hơn nữa hướng tới tương lai vươn tầm thế giới. Mesubini, Kobayashi Eko-sensei, Ga-kai-chou, hajime, kyou no fashion show ni gojinryoku shite itadakimashita minasama ni kansha o moushiage, watakushi no aisatsu to itadakishitai to omoimasu. Omedetou gozaimasu. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhà thiết kế Kobayashi, Madam Chủ tịch Nguyễn Thị Nga cùng các quý vị liên quan đã nỗ lực hết sức mình để tổ chức chương trình trình diễn thời trang hôm nay. Xin chúc mừng các quý vị. Vâng, xin được cảm ơn bà Masako Mori. Morimasako-sama, arigatou gozaimashita. Vâng, tiếp theo xin được trân trọng kính mời Madam Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, người đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn để có thể tổ chức nên chương trình ngày hôm nay. Xin mời Madam Chủ tịch Nguyễn Thị Nga. Hôm nay, chúng tôi đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn để có thể tổ chức nên chương trình ngày hôm nay. Xin mời Madam Chủ tịch Nguyễn Thị Nga. Ga-kai-chou よりご挨拶頂戴いたします。 Kính thưa bà Mori Masako, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản. Kính thưa ngài Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Kính thưa bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kính thưa ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân. Kính thưa bà Kobayashi Hiyako, nhà thiết kế và giám đốc của Bijabon. Kính thưa các ngài đại sứ phu nhân, tất cả các vị khách quý và tất cả quý vị. Nihon Naikaku Sori Daijin, Hosakan Mori Masako-sama, Chiu Betonamu, Nihon Koku Tokume Zenken Taishi Yamada Takio-sama, Minh Nhân dân Shinbun Henshiu Chou, Betonamu Jose Renme Kai Chou, Ga Kai Chou, Bijapon Dai Heo Designer Mori Masako-sama, Soste Go Shuseki Itadaira, Minasama, Konbanwa. Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ Yamada Takio và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tạo điều kiện để tập đoàn BRG được đồng hành cùng một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. まず日本ベトナム外交関係樹立50周年記念として行われる 意義ある文化芸術交流イベントに参加させていただき、中ベトナム日本大使館
および山田大使に感謝申し上げます。chương trình kimono áo dài fashion show mà chúng ta sắp được hưởng thưởng thức sẽ mang đến rất nhiều ý nghĩa và là một chương trình hết sức đặc biệt. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc 50 năm của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên tại châu Á bởi Bijapon. Đây là món quà đặc biệt chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ toàn cầu. 皆様がご存知の通り、本日行う着物アザイファッションショーは大変意義のある特別なイベントです。本公演はベトナム日本外交関係樹立50周年を迎えるオープニングイベントとして、ビザポン主催により初めてアジアの国で開催され、そして世界中の女性をたたえる3月8日の国際女性の日に、の日を間近に控えた日に開催されたことは何よりも素晴らしいと思っております。Tôi cũng có dịp được trao đổi với bà Mori, cố vấn đặc biệt với Thủ tướng Nhật Bản về kimono và áo dài. Tôi thấy rất nhiều người phụ nữ Nhật và cả những người đàn ông Nhật Bản cũng đều yêu thích tà áo dài Việt Nam. Và đặc biệt ngày hôm nay bà Mori và cả bà phu nhân đại sứ Mỹ cùng các phu nhân đều mặc áo dài. Làm cho tôi rất vô cùng hãnh diện vì điều này, nhưng cũng là để giao lưu fashion show. Cho nên hôm nay ban tổ chức cũng đề cử là tôi cần phải mặc một áo kimono và áo kimono này được Bijapon đặc biệt thiết kế cho số đo của tôi. Cho nên thực sự tôi vô cùng là hãnh diện và xin là cho phép là được chia sẻ điều này với tất cả quý vị. 私は森雅子補佐官と着物とアオザイについてお話す機会がありました。多くの日本人の方はベトナムの伝統的な衣装であるアオザイに興味を持ってくださいます。そして今日森雅子補佐官はアオザイを聞いてイベントに出席いただきます。本当に光栄に思っております。着物とアオザイの文化交流なので、今日は私はベトナム人ですが、日本の着物を着て出席いたします。今着ている着物はビザポンからいただきました。本当に感謝しております。 Tôi tin rằng sự kết hợp hai bộ trang phục biểu tượng kimono và áo dài trong chương trình hôm nay sẽ tạo nên một sự kiện văn hóa đặc sắcgóp phần gắn kết bền chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản, không những chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà còn trong lĩnh vực kinh tế cùng phát triển. Hôm nay từ Việt Nam, hôm nay từ Nihon và Việt Nam の文化を象徴する kimono とアオザイの融合による素晴らしいショーを開催でき、今後の両国の経済および文化的な協力関係の強化や相互理解に貢献するものとなると確信しております。Nhân dịp này, tôi xin chúc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai đất nước Việt Nam Nhật Bản tiếp tục phát triển vượt bậc trong tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới. Với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau theo đúng định hướng.Việt Nhật đồng hành hướng tới tương lai vươn tầm thế giới. 手と手を取って未来へ、世界へ。このテーマのもとに、日本とベトナムは相互に対等な立場で未来へ、世界へ、さらに大きく飛躍するための礎を築き、幅広い分野において日英間の友好協力関係が引き続き発展するのを心より記念いたします。 Nhân dịp này tôi cũng xin chúc các quý vị đang tham dự tại đây cũng như là tất cả các quý vị đang xem trực tuyến sẽ có một buổi tối đầy ý nghĩa
và đầy những cảm hứng và được thưởng thức với một chương trình biểu diễn nghệ thuật mãn nhãn về hình ảnh, âm thanh và do nhà thiết kế Kobayashi và các nghệ sĩ đã kỳ công chuẩn bị trong một năm qua để dành tặng cho một nửa thế giới. Không phải chỉ là phụ nữ Việt Nam, Nhật Bản mà đặc biệt phụ nữ thủ đô Hà Nội, và tôi cũng xin gửi tới cả những người phụ nữ trong 60% trong 22.000 người làm việc tại tập đoàn BAG, một chương trình văn hóa đặc sắc và nhiều ý nghĩa. Chúc chương trình kimono áo dài fashion show của chúng ta thành công tốt đẹp. Kobayashi デザイナーとモデルの皆さんに1年という長い時間をかけて様々な準備をしていただいた本公演はご覧いただく皆様に素敵な思いと感動を与えるよう期待しております。そして3月8日国際女性の礼を機に女性の皆様そしてベトナム人の皆様、日本人のベトナム人の女性、日本人の女性、そして BIG の女性に お祝いの言葉を申し上げます。本日の着物アザイ着物ファッションショーのご成功を心より念願いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Vâng, xin được cảm ơn Madam Nguyễn Thị Nga. Gakaito arigato gozaimasu. Vâng, và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình kimono áo dài fashion show xin được phép bắt đầu. Sore dewa, kore yori B Japan yoru show o kaishi itashimasu. Mở đầu cho chương trình hôm nay là phần trình diễn đàn Koto 25 giây. Koto là nhạc cụ truyền Koto 25 giây. Koto là nhạc cụ truyền thống có lịch sử lâu đời. Đàn Koto nguyên bản chỉ có 13 giây nên âm vực hạn chế, không phù hợp để chơi những bản nhạc hiện đại. Để mở rộng âm vực của đàn, các nghiên cứu nhằm tăng số dây đàn đã được thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Koto wa nagai rekishi no naka o kite kita dentou teki na gakki desu. Motomoto no koto wa 30 bon no gen deshita ga, kendai no kyoku o ensou suru ni wa onigi ga semai tame, onigi o hirogeru tame ni naganen ni watari gen no kazu o fuyasu kenkyu ga okonawarete kimashita. Đàn Koto 25 giây mà quý vị đang thưởng thức ngày hôm nay đã được phát triển từ khoảng 30 năm trước và có thể chơi được âm vực rộng 3 quãng 8 cùng 3 nốt bổ sung. Nghệ sĩ biểu diễn đàn Koto ngày hôm nay là bà Miwa Naito, một chuyên gia về đàn Koto 25 giây. Hôm nay, quý vị đã được phát triển từ khoảng 25 năm trước và có thể chơi được âm vực rộng 3 quãng 8 cùng 3 nốt bổ sung. 3オクターブプラス3音の域があります。演奏者は25弦ごとのスペシャルリストであるナイト・ミワです。vào khoảng giữa thời Heian hơn 1.000 năm trước. Hajime ni gorang itadaite masu no wa toki o sakanoboru koto 1000 nen amari mukashi Heian shidai chūki ni kanjou shita Nihon no seijin josei no seisou Juni Hitoe desu. Juni Hitoe là bộ lễ phục thường được mặc tại các sự kiện của giới quý tộc hay trong cung đình thời xưa. Ngày nay Juni Hitoe được sử dụng như một trang phục của hoàng hậu trong đại lễ đăng cơ của Nhật Hoàng hoặc lễ thành hôn của các thành viên nữ trong hoàng gia.
12人へは宮中などの公の場所で晴れの装いで現在では天皇のご即位の大礼の儀ご即位の御成功の儀に用いられます 12人へ12人へ có nghĩa là 12. Tuy nhiên, con số 12 không phải là số lượng lớp áo của bộ trang phục này mà có ý nghĩa là rất nhiều. Việc khoác lên mình những lớp áo với các tông màu hòa quyện nhau và phù hợp với mỗi mùa trong năm được xem là yếu tố cần thiết tạo nên vẻ đẹp và thể hiện quan điểm thẩm mỹ của phụ nữ thời Heian. 12人への12の木々の枚数ではなく、たくさんや多いといった意味で使われています。季節を応じた重ね色目を装うことを美しさの条件とされ、平安時代の女子たちは Và chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những bộ kimono với thiết kế độc đáo được sáng tạo bởi nhà thiết kế Kobayashi Eiko. 12人への後は着物の生地を生かしたドレスを交えてご覧いただきます。
kimono cách tân mang hơi thở thời đại. Bộ sưu tập đầu tiên mang tên Ánh sáng vượt thời đại. Tiếp theo, Jidai o koeta hikari no collection o go shoukai shimasu. Trang phục trên sân khấu là áo khoác haori làm bằng vải lanh có tuổi đời hơn 100 năm và khăn vải organdi với hình ảnh chim phượng hoàng. Có thể nói bộ trang phục như lưu giữ những ký ức thời gian. Thêm vào đó, áo gile được người mẫu mặc như thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong một bộ trang phục. Costume wa 100 年以上前の朝の布、羽織物と羽織のあげらいのお感じ。岩場時をまとうコスチューム、事例を身につけ、伝統あるものと新たなものを組み合わせています。Bộ sưu tập tiếp theo mang tên Màu xanh kết nối thế giới. Trên sân khấu là bộ trang phục tượng trưng cho thông điệp lưu giữ kỷ niệm mà Be Japan luôn đề cao và trân trọng. Tiếp theo là 世界をつなぐ青のコレクションをお送りします。こちらは Be Japan が大切にしているメッセージ、思い出をまとうを象徴するコスチューム。
Kono hơn 100 năm tuổi đã tránh được những tổn hại từ thảm họa động đất sóng thần miền Đông Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Những mảnh vải cất giữ trong ngăn tủ còn lại sau trận sóng thần đã được bà Kobayashi Eiko, đại diện B-Japan, hồi sinh trong một trang phục mới. Kochira wa 2011 年3月11日の東日本大震災の被害を気づかれた100年前の着物の生地を生かしています。津波に流されずに残った丹心にしまわっていました生地を B ジャパン代表の小林栄光が新たなコスチュームとして蘇らせました。
Japan trân trọng việc mặc kimono theo kiểu truyền thống, đồng thời đưa ra những cách thức mới cho thấy sự thú vị của kimono khi được giải phóng khỏi những khuôn mẫu đã tồn tại. Giải phóng và sáng tạo kimono chính là chủ đề của phần trình diễn này. Kimono を kimono として纏う伝統を大切にするとともに、B Japan は既成概念から解放された新たな着物の楽しみ方を提案しています。題して着物解体新書です。Nhà thiết kế đang sử dụng kimono hiện đại để minh họa cho phần giải phóng và sáng tạo kimono này. Thông thường kimono được choàng từ đằng sau lưng ra phía trước ngực, nhưng trong phần này chúng tôi mặc kimono theo cách ngược lại, bắt đầu choàng từ trước ra sau. Có thể nói đây là cách mặc sáng tạo hoàn toàn khác với khuôn mẫu sẵn có về kimono. この kimono 解体新書は現代の着物を使用しています。本来背中から羽織る着物を正面から羽織るところからスタートいたします。この時点で着物の既成概念から外れたイノベーティブなドレスアップといえます。Kimono sẽ được biến tấu thành một chiếc váy. Chiếc váy được định hình bằng cách thắt một loại dây buộc lưng của kimono. Đai lưng obi truyền thống của Nhật được sử dụng như đai của chiếc váy này, giúp chiếc váy kimono trở nên trang nhã hơn. Kimono doresu no katachi e to tsukuri agete ikimasu. Koshihimo という kimono のアイテムを使い、形を固定していきます。また、日本の伝統的な帯が刺繍ベルの代わりのとなり、より洗練された着物ドレスへとアレンジさせています。Phần vải khác của kimono được sử dụng linh hoạt nhằm tạo nên phần tay và ngực áo một cách tinh tế. Chiếc áo kimono đang dần dần thay đổi diện mạo thành một chiếc váy mới. Kimono no kiji o jiyu ni ikashi nagara teinei ni yosou ya sunamoto o shiagete ikimasu. Doresu no you ni shiagete ikimasu. 一枚の着物が少しずつドレスへ変化していく様子が分かります。
Quý vị có thể thấy, một chiếc kimono mặc từ đằng trước kết hợp với đai lưng obi đã tạo nên một chiếc váy trang nhã và độc nhất vô nhị trên thế giới. Mamonaku shiage desu. Shomen kara haota ichimai no kimono to utsukushii obi ga sekai ni hitotsu no オリジナルなアレガントドレスへと変化しました。xuất hiện trên sân khấu lúc này cũng là cặp trang phục được may từ vải của cùng một chiếc kimono. Một bên là phong cách kimono truyền thống, một bên là phong cách váy hiện đại. こちらも一枚の同じ着物を使ったペアコスチュームです。伝統的な着物のスタイルとドレススタイルのご覧ください。Bộ kimono màu hồng này có họa tiết ô vuông được gọi là hoa văn Ichimatsu. Các bộ trang phục này cũng được may từ vải của cùng một bộ kimono. Có thể thấy thiết kế có vẻ đẹp, mang tính đối xứng nhau. こちらの美しいピンク色の着物は Ichimatsu カラーと言われています。こちらも同じ着物で作られています。美しい対照的なデザインにご注目ください。Phần trình diễn tiếp theo là bộ sưu tập mang tên Truyền thống gặp gỡ truyền thống. 次のコレクションは伝統と伝統の出会いです。Sau đây
xin được giới thiệu với quý vị tà áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam được tạo nên từ kimono Nhật Bản. Nihon no kimono ikashite umidashita Vietnam no dentō isho áo dài o goran itadakimasu. Trang phục tiếp theo được làm từ kimono và thắt lưng obi của vùng Nishijin ở Kyoto, một trong những địa điểm tiêu biểu cho dệt may truyền thống của Nhật Bản. Bộ sưu tập mang tên Sự đa dạng của sắc màu. Tiếp theo là Colorful no Collection をご紹介します。日本の伝統のシンボル、京都、Nishijin の着物と帯を生かしたコスチューム。エレガンスフォーマルのな世界を表現します。
trên sân khấu lúc này là trang phục cuối cùng trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Kobayashi Eiko. Iyoiyo collection no final desu. Xin một tràng pháo tay cho những thiết kế độc đáo trong bộ sưu tập mà nhà thiết kế Kobayashi Eiko mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Iyoiyo final desu. Tôi xin giới thiệu họa sĩ vẽ bức tranh Phượng Hoàng và Hoa Sen trên sân khấu ạ. Và xin một tràng pháo tay cho bà Abe Sakura là tác giả bức tranh của Phượng Hoàng ạ. Bức tranh tiếp theo là xin phải một tràng pháo tay cho bà Owada Izumi, tác giả của bức tranh Hoa Sen phía bên phải sân khấu ạ. Và chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay cho bà Naito Miwa, nghệ sĩ chơi đàn Koto 25 giây. Và các 31 thành viên của B Japan chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để thưởng thức show diễn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.続きまして
スペシャルゲストは今日は何ですか？Tôi xin giới thiệu những vị khách đặc biệt sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời chúng tôi mặt đi kia sáng nhé. Hai, hai. Để bà, hai. Xin xe. Kiểu là sở hữu kiểu là これで OK ですね。すみません、私がちょっと間違えました。これでこのショーはおしまいとなります。どうも皆様ありがとうございました。Chương trình buổi chiều của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự có mặt rất hân hoan của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Mori Masako-sama. Xin được đặc biệt mời lên sân khấu ngài Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Hai, dai Vietnam Nihongo Daishi Kan no Yamada Takio Daishi, onegai shimasu. Và cuối cùng xin được trân trọng mời Madame Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG, BRG Group no ga kaicho. Dozo gotodan kudasai. Vâng, những phần quà ý nghĩa được Madame Nguyễn Thị Nga trao tặng cho các vị khách quý và đại diện trong ban tổ chức hôm nay là một sản phẩm của công ty gốm Chu Đậu, tinh hoa cổ truyền gốm Việt Nam với lịch sử gần 600 năm. Ga kaicho yori mori story. Mori Masako Hosakan ya Yamada Daishi to Kobayashi sensei ni 600 nen chikaku no dentou ga aru Chu Đậu yaki o kinen hin toshite ご想定をお願いします。Vâng, xin mời nghệ sĩ Kobayashi Eiko nán lại trên sân khấu để đại diện ban tổ chức gửi tới các nhà tài trợ kỷ niệm chương. Vâng, xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SeaBank, khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake và công ty cổ phần gốm Chu Đậu. Thưa quý vị, Việt Nam Kuko no Daikyo, SeaBank no Daikyo, Intercontinental Hà Nội Westlake no Daikyo, Chu Đậu,会社の代表をご登壇ください。
Vâng, xin một lần nữa được cảm ơn các nhà tài trợ của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Arigatou gozaimashita. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn quý vị đã tới tham dự chương trình trình diễn thời trang đặc biệt ngày hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao quan hệ hai nước Việt Nam Nhật Bản. Minasama honjitsu wa Vietnam Nihon gaikou kankai juritsu 50 shounen kinen wo natte makoto ni arigatou gozaimashita. Bi Japan tokubetsu kouen ni okoshi itadaki arigatou gozaimasu. Chúng tôi mong rằng quý vị đã có những giây phút vô cùng ý nghĩa với những thiết kế rất độc đáo của nhà thiết kế Kobayashi Eiko. Xin được cảm ơn tổ chức B Japan Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tập đoàn BRG cùng các nhà tài trợ đã góp phần làm nên thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! Mở thẻ tín dụng Seagov Platinum, nhận ngay nhiều ưu đãi vượt trội, đặc quyền phát hành thẻ tích hợp thẻ hội viên của BRG Golf, tặng voucher miễn phí một vòng chơi golf, tặng voucher chơi golf trị giá đến 3 triệu đồng mỗi quý. Chi tiêu thẻ, thỏa mãn niềm đam mê chơi golf, giảm 10-30% phí chơi golf hàng ngày trên giá công bố, giảm 15% đồ ăn uống tại câu lạc bộ trên sân, giảm 30% phí tập golf tại các sân tập BRG Golf Center. Thẻ tín dụng Seagov Platinum, đam mê golf cùng Seabank. Changing world. Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you? Changing world. Vietnam never stops showcasing its beauty. Discover Vietnam's latest changes with Vietnam Airlines. The world is changing. Are you?